Ngân Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì đây là cái tiêu nhà Ngân Nga để hái phơi khô rồi nè mọi người đó. Nhưng mà khi mà trong quá trình mình làm thì nó còn nhiều cái bụi bặm này, cái bụi bặm đó, cái cọng nó đồ còn mọi người còn lép còn đồ này. Do nhà mình cũng ít, mình làm sạch luôn nha mọi người. Mấy ba ba chục á, cái đây có 20 cây nhưng mà có mấy cây chín rồi nè, mình còn hái qua năm mà mình mới hái nhiều đúng không đó. Thì cũng mình hái vậy, nếu mà hái chín có 20 nhưng mà trồng được 30 cây, mấy năm mà trồng nhiều nhưng mà nó cũng chết hết rồi. Năm mà trồng vài trăm trụ thôi mà nó cũng nói chung chi phí cho nó nhiều quá rồi, mình cũng không hái nhiều quá rồi, tiêu rẻ quá nó cũng chết hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Giờ là ông xã của mình sẽ sàng nó ra, sảy nó ra đó mọi người. Đó, đây là bây giờ ngồi sảy nó ra đó mọi người. Đó, cái này là nhà mình không có thuốc nha mọi người. Tại vì cái này là từ cái đợt mà rẻ quá đó, là nhà mình không có mua thuốc gì hết, không có thuốc. Mà đợt kia rồi là hình như mình không bỏ phân luôn đúng không, không phân hóa học rồi gì hết luôn đó mọi người. Mà mình nghĩ là năm nay là sẽ không có hái đâu, mình bỏ luôn á. Bây giờ thì năm nay mình ăn Tết xong thì ra vườn thì thấy nó cũng chín rồi, cho nên là bây giờ thì sàng sảy để bỏ vào bao tiêu sạch luôn nha mọi người. Thì mình do cũng ít quá cho nên là mình chỉ bán lẻ thôi, nếu ai có nhu cầu thì mình bán cho người ký thì hay nửa ký gì đó thì ăn, hay là biếu gì đó. Thì nhà mình đúng là tiêu sạch đó mọi người. Đó, chảy ra đây dành đây rồi. Đây, ai mà có làm quà biếu hay là có mua để ăn rồi đó, thì mua ký 2 ký gì đó để dành ăn hoặc làm gì đó thì xin liên hệ với mình nha. Liên hệ mình qua số Zalo nha, 0363 564 582. Đó mọi người, thì cứ ngồi sảy sảy cho nó ra cái lép sảy ra đông kia. Còn đây là sảy, còn là mình lấy cái hộp cắt cái hộp bạc không đó. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ với mình nha, qua số Zalo là 0363 564 582. Đây tiêu nhà mình sảy ra đây mọi người. Đây ạ, đây là mình có tiêu đẹp đàng hoàng nha, hạt nhưng mà không thuốc không nồi gì hết nha mọi người. Đây ạ, đây là mình hái là mình chia làm 2 đợt, thí dụ như 2-3 đợt gì đó mọi người, là mình lựa cái chín hái rồi tiếp tục là mình ra mình trải bạc, mình lựa chín mình hái lần nữa, rồi lần thứ 3 là mình bắt đầu mình mới xuống hết cây. Đó là cái mục tiêu của mình, là nhà mình là đặt ra một cái mục tiêu là hái tiêu là như vậy đó mọi người. Thì những cái hạt tiêu nó ra thì mình nhìn nó đẹp, nó chắc, đây xảy ra chắc. Còn cái hồi trước mà nhà mình trồng với cái số lượng nhiều đó mọi người, thì những cái hạt lép mà mình xảy ra đó, thì cái lép cái bột đó là người ta cũng vẫn mua khi mà cái hồi một cái đợt nó đắt à. Cái lép đây. Đây. Đây là cái lép bỏ này mọi người đó. Nhưng mà hồi trước là người ta mua cái bột nhỏ ở dưới luôn kìa kìa, người ta mua cái bột đó luôn nè. Hồi xưa là cái bột đây người ta cũng mua, cái hộp lép đây mua không nói, cái hộp cái bột dưới đây này người ta cũng vẫn mua luôn đó. Tiêu sạc xảy ra rồi đó. Nhà mình thì đợt vừa rồi thì mình cũng không có chăm sóc. Là mình nghĩ là chắc là năm nay là không có hái rồi, nhưng mà cũng có được một ít. Mình ra mình thấy cây mình cũng định chặt bỏ luôn á mọi người, nhưng mà rồi mình để lại năm kiếm 30-40 ký, để
là 5 ký 40 ký cũng được. 30 ký khô chứ. Là mình cứ mình bán lẻ vậy đó. Ai có nhu cầu thì cứ xin liên hệ với mình nha. Đó. Và đây là tiêu thật luôn của nhà mình trồng luôn đó nha mọi người. Mọi người vào những cái clip trước đó là mọi người thấy nhà mình có ra hái tiêu và chăm tiêu của những cái năm trước á. Còn năm vừa rồi, năm trước thì mình không có chăm nhưng mà vẫn có tiêu hái. Đó, cho nên là năm nay cũng có tiêu để mà bán. À, mọi người tiêu nó rẻ nè, ai có nhu cầu thì cứ xin liên hệ với mình ha. Đó, nhà nghèo nhưng mà ăn tiêu thoải mái luôn nè mọi người. Đó, tiêu đẹp nha mọi người. Mọi người có đi đâu biếu hoặc làm quà là để ăn rồi gì đó thì cứ liên hệ cho mình sẽ gửi cho, mình sẽ gửi tiêu tới nơi luôn nha. Mình ship luôn, mình gửi luôn nha. Đó là trong cái quá trình mình làm ra do là cũng ít quá cho nên là nhà mình làm bằng thủ công thôi, làm cho nó vui. Đầu năm cũng chưa có làm gì hết thì chỉ có sàng sấy tiêu làm ra thôi đó. Chứ còn khi mà mình làm nhiều thì người ta họ có cái máy để mà họ phun, nó khi mà họ hái vô có cái máy làm rồi, nhưng mà khi mà làm xong thì có cái bỏ vô máy nó dê luôn. Đây thì cái quá trình làm thì nó cũng lâu công lắm, nhưng mà thì cũng ít, có vài chục ký thôi cho nên là chịu khó làm tay đó. Mình cũng xin giới thiệu với mọi người đó nha. Thôi, ông xã của mình sàng sảy sảy ra đâu đó rồi mới để mình để thì nó không có hư hao gì hết. Cái này mình để lâu cũng đâu có sao đúng không? Đâu nó có mốc, tại vì mình làm kỹ, mình phơi đúng độ nó rồi á, nó không có hư hao gì hết, không mốc không gì hết. Đó, thì cứ ngồi sảy sảy đây á, cái clip là nó lại đi, nó bay ra. Cái này là mình có để cái quạt này mọi người, cái quạt thì nó sẽ bay mấy cái clip ra nè, clip bụi bặm cái lá rồi nó còn sót lại trong đó đó. Nói chung là tạ, nếu mà tính tạ thì mình không có bán, nhưng mà nếu mà ai mua khoảng vài ký thì cứ xin liên hệ với mình nha. Đó, và bây giờ 30 ký. Có 30 ký hả? 30 ký trở lại là mình có. Rồi bây giờ thì mình xin chào mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nha.